ôm này của chúng ta sẽ có chất liệu, đó là chất liệu vải lụa kim sa mọi người nhé. Nhìn gần thì bề mặt vải sẽ có độ óng ánh này, nó rất là sang trọng luôn. Và đặc biệt là vẫn có độ co giãn nhẹ nhàng, mặc dù là dáng đầm ôm nhưng các chị em của chúng ta vẫn cực kỳ thoải mái và tự tin khi diện mẫu thiết kế này. Phần thân trên của chúng ta sẽ là phần mà điểm nhấn lớn nhất mà độc lạ nhất, đó là phần tay của chúng ta này. Đó, mọi người thấy không ạ? Những cái đường xoắn như thế này tạo thành hình một bông hoa hồng này, vừa khiến cho phần tay của chúng ta bồng bềnh hơn, thon gọn hơn này, lại vừa có thể làm cho mẫu thiết kế trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Phần hoa sẽ làm dáng hoa leo để làm một điểm nhấn tiếp theo cho mẫu thiết kế này. Dáng hoa leo này sẽ còn được điểm xuyết bằng những hạt đá pha lê nữa. Dáng đầm ôm thì luôn luôn là một dáng đầm chân ái rồi. Đó, vừa có thể là tôn trọng ba vòng của các quý cô này, đặc biệt là rất ăn gian chiều cao nữa. Vậy nên nếu như mà mọi người đã ưng ý mẫu thiết kế này rồi thì xin mời mọi người sẽ comment trực tiếp dưới video này nhé. Khi mua hàng online thì mọi người sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và được miễn phí ship. Còn nếu muốn đến tận nơi thì Melia có các showroom trên toàn quốc. Các quý cô hãy đến và dính ngay mẫu thiết kế này về cho mình nhé. Melia, mặc đẹp để thành công.